Tiens. Hello các bạn, tối nay vào lúc 22 giờ 25 tháng 8 các bạn, Trưởng sẽ live trên Bigo. Các bạn rảnh vào ID ca sĩ Phạm Trưởng để giao lưu với Phạm Trưởng nha. Ok, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Em muốn ta xa nhau một thời gian để xem ta có cần nhau không. Em nói anh vô tâm ngày qua và anh cho em nhiều xót xa. Rồi em ra đi, tình tạm chia ly. Người hỡi em đã cần gì? Người có cần anh, người còn yêu anh. Như bây giờ anh rất cần em, rất cần em để lòng anh không còn con cao nỗi nhớ. Rất cần em để mình cùng tìm lại những ngày mong mơ. Tháng ngày qua chẳng phải anh đã vô tâm, đó chẳng qua là trái tim đã nóng. Không ngọt ngào chẳng hoa, nhưng yêu em anh yêu nhiều lắm. Chỉ vì yêu thật nhiều nên anh phải nghĩ về tương lai. Hãy hiểu anh một điều, trọn cuộc đời yêu không nhạt phai. Tháng ngày qua thật sự anh rất là đau, có lìa xa mình mới biết cần nhau. Hãy về đây bên anh xin lỗi đã làm em đau. Em muốn ta xa nhau một thời gian để xem ta có cần nhau không. Em nói anh vô tâm ngày qua và anh cho em nhiều xót xa. Rồi em ra đi, tình tạm chia ly. Người hỡi em đã cần gì? Người có cần anh, người còn yêu anh. Như bây giờ anh rất cần em, rất cần em để lòng anh không còn con cao nỗi nhớ. Rất cần em để mình cùng tìm lại những ngày mộng mơ. Tháng ngày qua chẳng phải anh đã vô tâm, đó chẳng qua là trái tim đã nóng. Không ngọt ngào chẳng hoa, nhưng yêu em anh yêu nhiều lắm. Chỉ vì yêu thật nhiều nên anh phải nghĩ về tương lai. Hãy hiểu anh một điều, trọn cuộc đời yêu không nhạt phai. Tháng ngày qua thật sự anh rất là đau, có lìa xa mình mới biết cần nhau. Hãy về đây bên anh xin lỗi đã làm em đau. Rất cần em để lòng anh không còn con cao nỗi nhớ. Rất cần em để mình cùng tìm lại những ngày mộng mơ. Tháng ngày qua chẳng phải anh đã vô tâm, đó chẳng qua là trái tim đã nóng. Không ngọt ngào chẳng hoa, nhưng yêu em anh yêu nhiều lắm. Chỉ vì yêu thật nhiều nên anh phải nghĩ về tương lai. Hãy hiểu anh một điều, trọn cuộc đời yêu không nhạt phai. Tháng ngày qua thật sự anh rất